Sẽ trích khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị quyết số 116 mà chính phủ vừa ban hành. Sẽ có các nhóm lao động như sau được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 116 của chính phủ. Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 và có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng giảm mức đóng 0% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đối với người sử dụng lao động quy định tại điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1 tháng 10 năm 2021 với mức giảm đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng kể từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022, thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến hết ngày 17 tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai tích cực các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, trong đó xác nhận danh sách cho hơn 1,4 triệu lao động hưởng các chính sách hỗ trợ của gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động như sau: Thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 588 đơn vị với hơn 105.000 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 727 tỷ đồng. Thứ hai, xác nhận danh sách cho hơn 1.400.000 lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ, gồm 1 triệu lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, hơn 189.000 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng một người. Hơn 1.300 lao động được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Hơn 56.300 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Gần 37.600 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất. Gần 23.000 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cũng theo bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến hết ngày 25 tháng 9 toàn ngành bảo hiểm xã hội đã giải quyết cho gần 600 đơn vị tại 52 tỉnh thành phố được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền trên 700 tỷ đồng. Các đơn vị trong toàn ngành bảo hiểm đã xác nhận danh sách cho trên 1,4 triệu lao động tại 63 tỉnh, thành phố hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đối với các đối tượng là lao động tạm hoãn hợp đồng, lao động nghỉ việc không lương, lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng một người, lao động được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất trong lĩnh vực vận tải hàng không du lịch, dịch vụ lưu trú và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Gần 600 đơn vị tại 52 tỉnh thành phố được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng.